Hiện tại chúng ta đang đi trên đường Nguyễn Gia Thiều. Đường Nguyễn Gia Thiều nằm trên địa bàn phường Võ Thị Sáu, quận 3, khởi đầu từ đường Ngô Gia Thiều đến đường Nguyễn Đình Chiểu dài 172m, độ giới 20m. Theo như nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư thì con đường này vào thời kỳ Pháp thuộc, ngày 26 tháng 4 năm 1920 có tên đường Alphonse Folliot. Ngày 19 tháng 10 năm 1955, chính quyền Sài Gòn đặt tên là đường Nguyễn Gia Thiều.